Thưa quý vị, tối qua tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Đà Nẵng, Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang Kinh tế Đông Tây EWES Đà Nẵng 2023 chính thức khai mạc. Đến dự có ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, đại diện Tổng lãnh sự quán các nước tại Việt Nam và Đà Nẵng. Về phía thành phố có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Dương Đình Liễu. Phát biểu khai mạc hội chợ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường cho biết, Đà Nẵng rất vinh dự được Bộ Công Thương lựa chọn là địa phương tổ chức hội chợ EWES Đà Nẵng 2023 trong chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại. Đây là hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 2007 đến nay, khẳng định chỗ đứng và sự uy tín của sự kiện hội chợ quốc tế tại Đà Nẵng. Phó Chủ tịch cũng nhấn mạnh, hội chợ là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa các nước trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây và các quốc gia trong vùng, góp phần mở rộng giao thương giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và quốc tế. Với hệ thống cơ sở hạ tầng khá đồng bộ hiện đại, đây là cơ hội để các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế trưng bày hàng hóa, dịch vụ để giới thiệu quảng bá sản phẩm, xúc tiến, tìm kiếm đối tác đầu tư và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, góp phần đem lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp. Thông qua hội chợ EWES tổ chức tại Đà Nẵng thì Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các doanh nghiệp chúng tôi thì cũng muốn giới thiệu các cái khu công nghiệp sắp tới chúng tôi sẽ triển khai để mà thu hút các cái nhà đầu tư lớn của các cái nước trên thế giới cũng như tại các cái tỉnh thành lân cận thành phố Đà Nẵng. Thì thông qua hội chợ này thì chúng tôi hy vọng sẽ có các bạn bè quốc tế đến tham quan xem và tìm hiểu các khu công nghiệp để mà đầu tư vào thành phố Đà Nẵng. 5 năm trở về trước thì gần như là cũng chưa thể gọi hành lang kinh tế mà mới gọi là hành lang giao thông thôi. Đấy thì cảng Đà Nẵng cũng mong muốn rằng là đến hội chợ này để thấy là có chúng giữa thành phố Đà Nẵng chúng ta có một cái cảng rất là hiện đại và có thể đón tiếp được các loại tàu trọng tải lớn rồi các rất là nhiều tuyến tàu container đi các nước trên thế giới để tạo cái sự thuận tiện, nhanh chóng, an toàn. Hội chợ có quy mô hơn 300 gian hàng với sự tham gia của hơn 150 doanh nghiệp, trong đó có 283 gian hàng đến từ 33 tỉnh thành trên cả nước và 27 gian hàng từ các nước Lào, Myanmar, Indonesia, Canada, Hungary, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan. Các sản phẩm hàng hóa được giới thiệu trưng bày tại hội chợ gồm điện, điện tử, thiết bị công nghệ, đồ gia dụng, đồ gỗ, trang trí nội thất, hàng thủ công mỹ nghệ, quà tặng. Bên cạnh đó, còn có các sản phẩm tiêu dùng như thực phẩm, đồ uống, hàng dệt may, thời trang, dược phẩm, hóa mỹ phẩm, dịch vụ du lịch, logistics, giáo dục, chăm sóc sức khỏe. Thì chúng tôi mong muốn là sẽ tiếp cận hơn với lại cái người dân Đà Nẵng. Ví dụ như cái sản phẩm này mong muốn sẽ tìm được những cái đối tác, những cái đơn vị mà có thể có được những cái đơn vị bán hàng thật sự ở tại Đà Nẵng để cái dòng sản phẩm này có thể tiếp cận được cái người dân Đà Nẵng một cách gần gũi hơn. Mong muốn là thường niên như vậy, những cái hội chợ thường niên như vậy sẽ giúp chúng tôi có cơ hội được tự hào quảng bá những sản phẩm của người Việt, sản phẩm của người Đà Nẵng và làm về Đà Nẵng. Và chúng tôi mong rằng là tiếp tục được đồng hành cùng với thành phố của mình để tìm hiểu và sáng tạo hơn nữa những sản phẩm đại diện cho Đà Nẵng mình. Trong khuôn khổ hội chợ đã diễn ra các sự kiện xúc tiến đầu tư quan trọng như Hội nghị kết nối giao thương xúc tiến xuất khẩu Đà Nẵng 2023, Hội thảo mở rộng các cơ hội kinh doanh với Canada trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Đặc biệt, hội chợ lần này có khu triển lãm giới thiệu các tiềm năng về công nghiệp, thương mại, đầu tư và du lịch của thành phố Đà Nẵng nhằm đẩy mạnh xúc tiến đầu tư đến các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Hội chợ mở cửa tự do từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2023.